Rồi, trận của ông Ginn là New Blue. Thì vô coi thử là tại sao mà ông New Blue có thể win được Ginn. Ginn là bên phía xanh nha. Ginn bên xanh nha. Để có thử Ginn bên nào đi trước đây. Ginn bên phía xanh, New bên phía đỏ. Ai đi trước đây? Đợt này ông Ginn đi trước, Ginn đi trước New luôn mà đam nữa, coi thử đam được giảm khiên nữa, coi thử đi được bao nhiêu đam đây. Ao 20 triệu được chiến nữa, coi thử là con Boros của ông Ginn chịu được bao nhiêu đam. Nếu là tôi thì tôi sẽ xếp con Boros lên chỗ cùng King đó, để cho con Boros đam cho con đồng đế, chứ tôi không xếp con Boros đối diện con Kabuto đâu. Ông New Blue không đánh quyết đấu, không đánh quyết đấu cân bằng. Sáu mươi mốt triệu đam nha. To vãi đạn, 61 triệu đam. Để tôi để x1 đây, tại vì mấy anh em coi, tôi để xin phép tôi để x1 nha, để tôi coi thử là cái đam phản nha, tại vì lúc đam nổ bét tôi cần con bét lúc mà nó nổ vô ai á, mấy ông thông cảm nha, tôi coi tôi phải coi kỹ nha. New chỉ trưởng 45 triệu đam thôi nha. Mấy anh em coi kỹ nha, New chỉ trưởng 45 triệu đam thôi. Vậy trận này nếu mà Ginn thua là do bet của Ginn á, bet của Ginn nổ xui. Nếu mà trận này Ginn thua chỉ một lý do duy nhất là bet của Ginn nổ xui, nổ vô con chày hoặc là nổ vô con Kabuto. Đó, chỉ khẳng định một điều luôn, nếu mà Ginn thua trận này là thua do bet của con Boros nổ xui thôi. Để tôi coi thử con chày bên đây có nổ vô con chày không. Tầm hai lượt đam nữa là biết biết bên nào nổ rồi. Rồi nổ vô bên đây nổ vô đam nè, nổ lên bắt khuất -1 luôn, mà tự nhiên nổ lên bắt khuất -1 ảo vậy, nổ lên bắt khuất -1 vậy. Rồi miễn dịch, trời ơi, nổ hết hai phát vô con chày luôn á. À, trời ơi, mấy ông thấy không, mấy ông thấy con chày hiện lên hai chữ miễn dịch không? Alo, mấy ông thấy không? Trời ơi, nổ hai phát vô con chày hiện lên cái chữ miễn dịch, tao đùng luôn á. Rồi trận này thua là do bet nổ xui nha, trận này thua là do bet nổ xui nha. Con bet đầu tiên nổ vô cái phát đầu tiên là nổ vô đam con chày nha, hiện lên chữ miễn dịch nha, cái chữ miễn dịch đây nha. Mấy anh em nào coi video á, ngày mai tôi sẽ đăng lên, mấy anh em nào coi chậm tại cái độ này á là sẽ hiện lên chữ miễn dịch. Thì chút nữa tôi sẽ coi một trận hoàn chỉnh cho mấy anh em coi luôn. Trời ơi, hiện lên chữ miễn dịch tao đùng luôn vãi nồi thiệt. Để coi con bé thứ hai nổi vô ai đây. Bên đây là còn 5 con nha. Ở đây là còn 5 con thì cái tỷ lệ vô con chày cao lắm. Tôi nghĩ là tỷ lệ nổi vô con chày cao lắm. Hiện giờ là ông New đang thua ông Ginn 20 triệu đam nha, đâu thua 21 triệu đam. Đâu 45-20 là thua 15 triệu đam. Để coi qua lượt 2 đam bao nhiêu đây. Vẫn là 58 triệu đam, gần 60. Trời ơi, nổ xét thiên chủng gần 6 triệu là ông này đi thì dòng ẩn bạo kích luôn nè. Trời, phản lại 50 triệu xét thương. Trời ơi, phản lại 50 triệu xét thương luôn đó. Coi thử là phản lại bao nhiêu đam đây. Phản lại 40 triệu xét thương. Đây nè, đây nổ bét rồi, 3 con thì chắc chắn nổ bét cho con chày rồi. Chắc chắn luôn, kiểu này cho nổ vô con chày. Đúng không? Nổi vô con chày đó, con chày miễn dịch sát thương. Nổi vô con chày không à. Còn 3 con mà chắc chắn nổi vô con chày rồi, còn nổi vô con nào nữa. Còn 3 con mà chắc chắn nổi vô con chày rồi. 2 con thì nổi vô con chày rồi. Rồi con chày miễn dịch luôn. Rồi con Kabuto đấm phát 2 con sau chết nè, bị phản đam 2 con sau chết nè. 2 con sau bật rộng. Chết. Chết luôn không? Rồi con Chinh chết, con Kabuto chết luôn.
ông này ông bỏ cái thẻ gì mà ông này ông sao ông đồ trang phục ông toàn trừ bắt khuất sao, quýnh cứ bắt khuất trừ một ta. Đồ của ông này khả nghi quá ta, sao cứ quýnh bắt khuất trừ một ta, lạ ta, quýnh ai cũng không có sao ông này cứ quýnh vô bắt khuất trừ một không ta. Được nha, damage nổ Gabuto vẫn phản bình thường em. Chạy bên New Blue chết trước nè. Chạy bên New Blue chết trước nhưng mà tại sao New Blue vẫn win ta? Cái đồ này x2 đi, cái đồ này x2. Thu tốc nè, đi sâu nè, chết trước nè, mà tại sao vẫn win ta? Cao tôi còn sống. Chi kích. Rồi bây giờ hòa mạng nè, 17 triệu. Trời, mày đấm phép 17 triệu. Ồ 17 triệu là 20 ca máu à. 17 triệu là 20 ca máu rồi. Ôi xí ba phép không chết luôn. Trời ơi, con cao tôi siêu nhân à. Trời ơi, hai phép không chết. Trời ơi, bị xí hết 5 phép không chết đi, bị cao tôi bị. What the fuck, cái chuyện gì đang xảy ra vậy rồi? Mày con Kabuto ăn 5 phát sấy của con chạy không chết. Mày con Kabuto này 20 triệu máu à, hay là có dòng ẩn mày? Tôi khẳng định với mấy ông luôn, mày con Kabuto này phải có trị liệu, ngập trị liệu hay là đồ ẩn gì đó rồi, chứ không thể nào mà mày ngang lực chiến như thế này mà con Kabuto ăn 5 cái cháy, 5 cái sấy của con chạy có thể sống được. Tôi chắc chắn luôn là dòng ẩn. Mày con cái không, cái HP là không phải là bảo đảm luôn, ông là ông phải có thị ẩn hồi máu hay là cái dòng ẩn của trang bị hồi máu, chứ không thể nào của Kabuto trâu cái gì được. Ừ, phải có set đồ. Ăn 5 phát sấy nha, ăn 5 phát sấy không chết nha. Con Kabuto con chạy chết nha, đây con chạy chết nha, coi trên hình em coi con chạy chết nha, đây con chạy chết đây nha. Mà con Kabuto ăn 5 phát sấy mà con Kabuto lúc đó chỉ có một thanh rưỡi máu thôi. Một trăm phần trăm đổi đồ luôn đó ông báo thủ đó, đúng rồi, 100% đổi đồ hồi máu luôn đó. Đổi đồ tiếp nè, hai máy bay bắn cũng đổi đồ luôn nè. Ảo vãi trời. Con Kabuto vẫn không chết. Hay nhờ. Nè nè, có thử thấy sấy nè, 3 phát đầu nè. Rồi chết, bây giờ mới chết. À, vậy là có dòng đỡ đầu hồi máu đúng không? Rồi, cái người review nick này có dòng đỡ đầu hồi máu chứ sao mà cái độ nó ảo quá vậy? Còn bây giờ mình coi lại một lần không tua nè. Ngày mai nha, ngày mai tôi sẽ đăng cái clip này lên. Ngày mai tôi sẽ đăng cái clip này lên, sau khi đăng cái clip này lên tôi sẽ lấy cái video của tôi á, tôi làm lại một cái đoạn mà con chày sấy vô mà nó cái đoạn mà hồi máu á, tôi sẽ cắt ra làm lại riêng cho mấy anh em coi. Trận này nó cực kỳ hay, trận này con Kabuto mẹ của ông New Blue quá quá mạnh luôn mà. Mẹ con chày sấy 5 phát không chết thì không hiểu à. Đỡ đòn hồi máu là dòng của thị rồng hả? Trời ơi, mẹ cái nói chung là có thị rồng, có luôn thị rồng có, và đỡ dòng ẩn của thị có hết, hai cái đều có luôn. Không thể tin được, tại vì á ông này, ông gà của ông New Blue này có nhiều cái ẩn số lắm nha. Thứ nhất là mấy ông có cái trừ một bất khuất nha, mấy ông coi nè, sẽ có trừ một bất khuất nè mấy ông. Để chút nữa vô đây nè, ổng đam tôi sẽ chỉ vô này, ổng con Boros của ổng cứ dòng trừ một bất khuất, con Boros hay là con Kabuto ấy. Đam là ông thua hoàn toàn nha, đam là bên ông New thua hoàn toàn nha, nhưng mà bên ổng có nhiều ẩn số hả. Vậy con Kabuto của ổng nhiều ẩn số với lại con Boros nữa.
Đó, cái con bét nổ đầu tiên là cái hiền dòng miễn đó nè, thấy không? Chưa, đúng rồi, tháng sau mà nếu mà con Kabuto nó như thế này ra mực thì con Kabuto này bá chủ luôn. Thiệt. Không, cái set phát động 30% miễn thương không là gì em. Quan trọng là cái giai đoạn đó con Kabuto nó hồi máu á. Quan trọng là cái pha đó sấy 5 phát con Kabuto đều đỡ đòn hết mà em. Cái đoạn đó sấy con Kabuto đều đỡ đòn toàn diện hết luôn mà. Với lại ông Gin á, với lại trận này ông Gin thua một phần á là bit của ông Gin toàn nổ vô con chày. Hai lần nổ đam bit đều nổ vô con chày hết. Hai lần nổ đam bit đều nổ đam vô chày hết đấy. Mà trong khi đó bên ông này nổ đam toàn nổ đam vô đội hình luôn mà. Bên Gin nổ đam toàn nổ đam vô đội hình luôn mà. Không. Nè mấy anh em coi nha, nè mấy anh em coi kỹ cái đoạn này nè, đây coi kỹ cái đoạn này nha, con chày nó miễn dịch nè. Nè, nó nổ bét nè. Nè, miễn dịch nè, thấy không? Miễn hết luôn. Đó, bắt khúc chiều 1 nè. Đó, cái đoạn này là bắt khúc chiều 1 nha. Cái đoạn này là mới bắt khúc chiều 1 nha. Con Kabuto của ông Neil này là con Kabuto thức tính 1 luôn mà, đúng không? Thức tính 1 hay sao ấy? Thức tính 1 luôn hay sao mà. Này nè. Đỡ đòn nè. Đỡ đòn tiếp nè, hai phát đỡ đòn nè, coi coi cái phát sau nè, cái phát khi mà con chày chết nè, hai phát đỡ đòn nha. Ông quất gần 3 luôn hả? Kabuto là Neil Blue của 3 luôn, thức tính 3 luôn hả? Đây nè. Nè cái đoạn này nha. Đây con Kabuto là nó mất 1 chấm máu nè. Đây con Kabuto là nó mất 1 chấm máu nha mấy ông coi nha. Nè coi kỹ cái đoạn này nè. Đây coi kỹ nè. Con Kabuto đây là nó đang là chỉ mới có 1 thanh máu nha, 1 thanh rưỡi máu này nha. 1 thanh rưỡi máu nè. Sấy lần 1 nè, sấy lần 1 này nha. Sấy lần 1 nè. Coi để ý nha. Lần 1 nè, đỡ đòn chi kích đỡ đòn nè, hồi lại máu nè. Sấy lần 2 nè, đỡ đòn nè, hai phát đỡ đòn luôn đấy không? Đỡ đòn tiếp nè là 3 phát đỡ đòn phải không? 3 phát đỡ đòn liên tục hồi 6 triệu rưỡi máu. 3 phát đỡ đòn liên tục hồi 6 triệu rưỡi máu. Mẹ hồi 6 triệu rưỡi máu à. À vậy là giết trước ông Gin nên con Kabuto của ông Neil chưa có chạy ra kịp. Con Kabuto của ông Neil chưa chạy ra kịp tại vì bên ông Gin thua rồi nên không có chạy ra kịp. Nếu mà một tên nữa Gin còn sống thì con Kabuto của ông Neil cũng còn chạy ra, ông đấm thêm lượt nữa. Hay, đáng coi, hay. Trận này hay. Trận này tôi sẽ làm thêm một cái clip phân tích ngay cái đoạn mà con Kabuto sấy thêm. Đỡ đòn 3 phát liên tiếp luôn. Hay thiệt chứ.